Quý Bình bức xúc chuyện Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng trực tiếp. MC diễn viên Quý Bình, người đảm nhận vai trò trong lễ trao giải Mai Vàng, đã có những chia sẻ sau màn cầu hôn bất ngờ của Trường Giang dành cho Nhã Phương. Tối 18 tháng 1, trong một lễ trao giải diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh những hạng mục giải thưởng được công bố, thì màn cầu hôn của Trường Giang dành cho Nhã Phương ngay trên sân khấu đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Để đạt được ý đồ của mình, anh mặc kệ những người xung quanh đứng chung trên sân khấu, bao gồm Hoa hậu Phạm Hương, diễn viên Quý Bình trong vai trò MC, đạo diễn Nguyễn Công Ninh, diễn viên Cát Tường và Khải Như. Thậm chí, khi MC Quý Bình tìm cách ngắt lời danh hài để đảm bảo thời lượng phát sóng và dành đứt cho những nghệ sĩ khác, Trường Giang vẫn cố chấp làm theo dự định của mình. Là MC của một buổi trao giải, Quý Bình cho biết anh không khỏi lo lắng khi thời lượng trên sóng có hạn mà màn cầu hôn của Trường Giang kéo dài đến 3 phút. Vì thế anh liên tục nhắc nhở đồng nghiệp. Điều này khiến người hâm mộ của Trường Giang và Nhã Phương tất nhiên không vui và họ dành cho nam MC những đánh giá không thiện cảm và đã lên tiếng chỉ trích Quý Bình với lý do anh là người đã cản trở khoảnh khắc đẹp đẽ giữa Trường Giang Nhã Phương. Trước sự việc này, Quý Bình đã có những chia sẻ rõ ràng lên trang cá nhân của mình. Theo đó, nam ca sĩ chia sẻ: Trường Giang Nhã Phương là người trong cuộc nhưng hai bạn ấy không lên tiếng với tôi thì các bạn là ai? Các bạn hiểu như thế nào về vai trò và trách nhiệm của tôi khi phải cầm trịch một chương trình trực tiếp truyền hình mà các bạn lại chỉ trích? Các bạn chỉ vì cảm xúc của riêng mình mà quên đi cảm xúc của khán giả cả nước đang theo dõi chương trình, đó là sự ích kỷ. Hơn nữa, mục đích và ý nghĩa của lễ trao giải Mai Vàng là gì? Có lẽ các bạn đủ lớn và đủ hiểu biết để cảm nhận, chứ hay các bạn cần đến ban tổ chức giải thích giúp. Các bạn càng chỉ trích tôi lại càng thấy tội nghiệp cho chính thần tượng của các bạn, vì các bạn đang gián tiếp chỉ trích một hành động đẹp nhưng không đúng chỗ của thần tượng mình. Điều đáng nói nữa, đây là một buổi lễ trao giải rất trang trọng với mục đích vinh danh nghệ sĩ, với sự tham gia của lãnh đạo các cấp và nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác. Vậy mà có một nghệ sĩ vô tư, phi vèo vèo từ trên sân khấu xuống trước mặt các cấp lãnh đạo thành phố, ban tổ chức. Cô chú anh chị đồng nghiệp và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, không biết mọi người trong khán phòng thấy thế nào, chứ riêng Quý Bình cũng là một nghệ sĩ, một người đồng nghiệp, đứng ở vị trí của mình nhìn xuống, Bình cảm thấy rất buồn và xấu hổ trước hành động ấy. Nghệ sĩ là vậy sao, đau lòng lắm. MC Quý Bình cho rằng là một nghệ sĩ thì Trường Giang không nên làm hành động bồng bột như vậy. Ủng hộ Quý Bình, diễn viên Cát Tường, người đã cố chỉnh sửa cổ áo cho Trường Giang nhưng bị phủi tay ra, chia sẻ: Tất cả nghệ sĩ tham gia ai cũng hiểu mà, kệ đi em, cứ chờ xem. Chia sẻ của Quý Bình nhận được sự ủng hộ của đông đảo nghệ sĩ và người hâm mộ. Cũng suy nghĩ đó, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đồng tình, anh Bình làm như vậy là đúng. Đây là chương trình trao giải Mai Vàng, MC có quyền cắt ngang nếu ai làm mất thời gian của chương trình. Dù rất nhiều đồng nghiệp ủng hộ Quý Bình, nhưng chỉ trích từ phía những người được cho là hâm mộ Trường Giang và Nhã Phương vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.